Thưa quý vị, hôm nay tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 10 trận động đất. Theo đó, trận động đất lớn nhất có độ lớn 4,2 xảy ra vào lúc 9 giờ 48 phút. Trận động đất nhỏ nhất có độ lớn 2,5 xảy ra vào lúc 11 giờ 09 phút. Độ sâu chấn tiêu của các trận động đất này từ 8,1 đến 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực này. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum xảy ra 14 trận động đất, chỉ riêng trong sáng nay đã là 10 trận. Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, thì động đất xảy ra tại khu vực này là động đất kích thích liên quan đến các hồ chứa trong khu vực. Các chuỗi động đất kích thích thông thường xảy ra gắn với các chu kỳ tích hoặc là xả nước tại các khu vực hồ chứa. Cục khí tượng Thái Lan dự báo tình trạng khô hạn ở nước này có thể kéo dài đến đầu năm sau. Nhiều vùng của Thái Lan đang có lượng mưa dưới mức trung bình do hiện tượng El Nino. Thông tin thêm từ các phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại ASEAN. Cục khí tượng Thái Lan cho biết thời tiết khô bình thường đã được báo cáo ở miền Bắc, Đông Bắc, khu vực đồng bằng miền Trung, bao gồm thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, miền Nam và các tỉnh phía Tây, mặc dù mùa mưa đã bắt đầu từ hơn một tháng trước. Theo đó, từ đầu năm đến ngày 2 tháng 7, lượng mưa trên toàn Thái Lan đã thấp hơn 25% so với mức trung bình và các đợt khô hạn được dự báo ở nhiều khu vực cho đến ngày 17 tháng này. Bốn đập chính của nước này gồm Phumifol, Sirikit, Khroi Loi Bamrungden và Pasakchon Lasit đang vận hành ở mức trung bình 40% công suất. Trước tình trạng khô hạn nghiêm trọng, chính phủ Thái Lan đã khuyến khích nông dân chỉ canh tác một vụ lúa để tiết kiệm nước. Các nhà máy đường mía cũng được khuyến cáo rằng sản lượng có thể lần đầu tiên giảm sau 3 năm. Trong khi đó, theo Ủy ban Thường vụ Liên hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng Thái Lan, thì hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác do biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại 36 tỷ bạt, tức là hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Thái Lan trong năm nay. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam, thường trú tại ASEAN.